không bao giờ được kích bong trong quá trình phun môi. Đặc biệt là những thợ mới ra nghề, tay nghề còn non yếu, đi đã tổn thương nặng rồi, cái lớp da bên dưới còn chưa hình thành thì lại đi kích bong cái lớp ở trên, thì nó sẽ gây ra tình trạng như thế này. Mọi người có thấy là cái vẩy môi rất là dày không? Có nghĩa là khi mà đã kích bong rồi xong mà cái lớp vẩy non nó chưa lên thì nó sẽ lên tiếp một cái lớp vẩy nữa. Mà cái môi này là một cái môi rất là đặc biệt, đó là bình thường chữa nhiễm trùng ấy, cả cái nặng thì cũng chỉ cùng lắm là 5 ngày là khỏi thôi. Nhưng cái chị này này, chị bị tổn thương quá nặng rồi lại còn bị kích bong quá sớm nữa, nên dẫn đến cái trường hợp là chị bị lâu. Đó, chị này lâu khỏi hơn những ca mà Hòa đã chữa, và có khả năng là ca này sẽ bị viêm môi bong vẩy nha. Bởi vì đến hiện tại mặc dù khỏi nhiễm trùng rồi nhưng môi chị đấy lúc nào cũng nóng rát và rất là đau. Đó, đây là cái ca mà Hòa vẫn đang cho theo dõi thêm. Nếu như trường hợp mà chị có những cái dấu hiệu mà của bị viêm bong vẩy thì nên điều trị sớm. Bởi vì sao? Điều trị sớm thì sẽ khỏi nhanh hơn và có tỷ lệ khỏi cao hơn rất là nhiều so với những người mà đã bị lâu rồi. Đó, nên là tuyệt đối không cho người ta kích bong nha các bạn.